Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Từ Webminster, Duy Hiền và Đoàn Trọng xin lái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng. Good morning, Duy Hiền. Good morning, anh Trọng. Duy Hiền xin trân trọng kính chào tất cả quý vị của khán giả đài cà phê sáng. Và để mở đầu chương trình và là dự báo thời tiết, hiện tại nhiệt độ bên ngoài của Westminster là 60 độ, thưa quý vị. Và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất chỉ có 72 độ mà thôi và thấp nhất là 57 độ. Và nhiệt độ trong tuần sẽ giảm dần cho tới vào ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật, nhiệt độ chỉ còn 66 độ. Tới 68 độ và ngày Mother Day tuần này coi như là trời rất là hơi lạnh, phải không? Hơi lạnh, như vậy là từ đây đến cuối tuần không có một cái cơn nóng nào ở trên miền Nam California. Và thứ Bảy Chủ nhật và Mother Day thì khí hậu như thế nào? Và ngày Mother Day thì khí hậu trời có nhiều mây vào buổi sáng và vào buổi trưa trời sẽ ấm hơn, nhưng mà cao nhất chỉ có 67 độ và thấp nhất là 57 độ, thưa quý vị. Và trời không có nóng như là thứ Bảy và thứ Sáu tuần trước. Và trời có rất nhiều mây, như sáng hôm nay quý vị cũng đã thấy ở Westminster, trời có rất nhiều mây và hơi se lạnh và có sương mù, nhưng mà buổi trưa trời sẽ nắng ấm. Kính thưa quý vị, đó là khí hậu thời tiết tại miền Nam California. Nhưng sáng nay thì chúng ta phải trở lại Hawaii. Theo tất cả các tin ghi nhận được vào ngày này, hôm nay và ngày thứ Năm cũng như ngày thứ Sáu, có thể có những trận mưa sẽ đổ bộ lên quần đảo Hawaii. Nếu trong những cái hợp cơn mưa vào lúc này thì cái sự mà phun núi lửa nó có ảnh hưởng đến vấn đề cư dân ở tại Hawaii không, thưa nhiều? Sau khi trận động đất xảy ra và dung nham chảy xé ở mặt đất ở Hawaii, cư dân ở đảo lớn có mối đe dọa sẽ lo lắng về những cơn mưa ác xích và sương mù núi lửa. Vụ phun trào Kilua tuần trước để lại các vết nứt rạn ở trên mặt đất như quý vị cũng đã thấy ở trên hình ảnh, và dung nham chuyển động chậm dần. Và ngoài các dung nham và cho núi lửa phun ra khỏi mặt đất, còn có những khí độc đã đưa lên không khí, khí oxit lưu huỳnh và các chất gây ô nhiễm không khí khác phát ra từ núi lửa Kilauea, phản ứng với oxy, độ ẩm và ánh sáng mặt trời trong khí chuyển để tạo ra khói, núi lửa và mưa axit. Theo khảo sát của Địa chất Hoa Kỳ cho biết, những giọt mưa này biến thành axit sulfuric và các tính chất ăn mòn của axit pha loãng. Tuy nhiên, vào thời điểm này có một cơn mưa lớn, mưa axit nguy cơ xảy ra trong thời gian này và theo dự đoán đã cho biết. Và nếu như cơn mưa này xảy ra và độ ẩm và cơn mưa axit này hòa lẫn với nhau thì tạo ra những cái khí độc và làm hư hại mặt đất và những kim loại sẽ bị rò rỉ rất là nhiều. Wow, như vậy thì tất nhiên là cái cơn mưa sẽ nó mang nhiều loại nhiều cái chất axit xuống cho người dân, như vậy thì rất là nguy hiểm cho cái hơi thở rồi cho cái mặt đất rồi đồng thời là cho tất cả những đồ kim loại, vì axit nó hủy hoại kim loại rất nhiều, thưa như vậy. Vào năm 1988, nước uống của vùng này đã, khi mà có dung nham xảy ra, thưa quý vị, là 40% trong các phần máu của những người dân sống ở đây có độ trì. Vậy là mưa và cái nó sẽ thấm vào nước uống và nước uống sẽ làm cho ảnh hưởng đến người dân, và trong đó độ máu 40% của người dân ở trong khu vực núi lửa sẽ có ảnh hưởng bị trì. Có ảnh hưởng bị độ trì và điều này làm cho người dân Hawaii rất là lo ngại, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện mà chúng tôi gửi đến quý vị qua sự việc mà chúng tôi gọi đến là ảnh hưởng của trận phun núi lửa ở tại Hawaii. Sáng nay thì có thể nói đây là một trong những ngày đầy nhiều tin tức dồn dập đến với người dân Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Việc trước tiên chúng tôi muốn gửi đến quý vị đi đến Bình Nhưỡng. Ngày hôm qua thì trên không phận Bình Nhưỡng đã thấy xuất hiện chiếc máy bay của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đó là ông Ngoại trưởng Pompeo. Trước đây Ngoại trưởng Pompeo đã có một lần đến Bình Nhưỡng và có cơ hội đàm phán với tất cả những nhân vật cao cấp của Bình Nhưỡng. Nhưng hôm nay thì sự kiện lại đi qua một cái bản khúc ngoặt khác. Vừa mới trở về từ thành phố Liaoning, kính thưa quý vị, đó là một trong những gọi là sự kiện đột phá bất ngờ nhất sau khi ông Kim Jong-un có cơ hội gặp ông
Tập Cận Bình trong chỉ có 2 ngày, trong một có thể nói là một cuộc gặp gỡ vô tiền khoáng hậu chưa ai lường trước được. Vừa mới trở đi từ Bắc Kinh trở về, sau khi ông Ngoại trưởng Bắc Kinh đến thì ông ta lại trở lại một thành phố mang tên là Đại Liên của Liêu Ninh. Và kính thưa quý vị, không biết cuộc gặp gỡ này, tất cả các chi tiết của cuộc gặp gỡ này chưa được đưa ra phía thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, điều mà người ta nói đến, ông Kim Jong-un vừa trở về thì lại ông Ngoại trưởng Pompeo lại có mặt tại Bình Nhưỡng. Và điều mà người ta nói đến, đây là một cái cuộc đi gọi là đầu tiên để chuẩn bị cho cái cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un. Nhưng một sự việc mà người ta nói đến ba nhân vật chủ chốt của người Mỹ gốc Nam Hàn, kính thưa quý vị, đó là ông Kim Dong-chui, ông Kim Sang-deok có tên là Tony Kim và Kim Hak-song. Ba người này sẽ tháp tùng Ngoại trưởng Pompeo trở lại Hoa Kỳ, và đây là một trong những cái thành tích có thể nói khó lường được của Tổng thống Donald Trump. Vì đây, người dân Hoa Kỳ đã hớn hở chào đón ba người đồng hương của họ trở về sau một thời gian trên 2 năm giam giữ ở tại Bình Nhưỡng đối với một người và hai người. Với đối với hai người đã bị giam từ thời kỳ mà Tổng thống Barack Obama và một người bị giam từ thời kỳ của ông Donald Trump. Thế thì ba người này, cái sự trở lại của ba người này có mang ảnh hưởng gì đến với Hoa Kỳ không, thưa Như Việt? Em nghe nói rằng là Tổng thống Trump sẽ đi thăm Bình Nhưỡng và ở North Korea và Ban Trọng. Thì điều này sẽ giúp cho Tổng thống Trump có cái thỏa thuận và cái cuộc gặp nó sẽ tốt đẹp hơn. Vâng, đây là một trong những cái niềm tự tin đối với Tổng thống Donald Trump trước khi ông đến Bình Nhưỡng, hoặc là ông đến Singapore, hoặc là ông đến Bản Môn Điếm, bất kỳ nơi nào mà sẽ có cuộc gặp gỡ. Và đây là một trong những sự kiện ông Pompeo, Ngoại trưởng, sẽ chuẩn bị nơi gặp gỡ, ngày giờ gặp gỡ và tất cả những cái chi tiết thảo luận trong cuộc gặp gỡ, và sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc trong tháng 6. Kính thưa quý vị, đây là một trong những sự kiện mà sáng nay chính ngay Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố. Hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị một cái tin rất là hớn hở cho người dân của chúng ta. Và lần đầu tiên chúng ta đón nhận ba người bạn của chúng ta trở về. Và đây là một trong những sự thành công không riêng cho Hoa Kỳ và cho tất cả mọi người trên thế giới biết rằng Hoa Kỳ dù ở trong cái trạng thái nào, trong trường hợp nào, chúng ta vẫn luôn luôn và cố gắng đem lại và cái sự gọi là an toàn cho những người công dân Hoa Kỳ. Đây là một trong những sự việc chấn động mà có thể nói Tổng thống Donald Trump đã mang lại một cái gọi là cái credit cho ông như vậy. Và vào ngày hôm qua cũng xảy ra một cái tin sự kiện rất là lớn, phải ông chọn anh chọn đó là Trump đã hủy cái thỏa thuận hạt nhân của ra khỏi Iran. Vâng, thì tin nó như thế nào anh chọn? Vâng, kính thưa quý vị, đó là một trong những sự kiện lớn nhất mà tất không riêng gì người Hoa Kỳ và tất cả những người dân châu Âu, ngay cả Trung Cộng. Và kính thưa quý vị, đó là một trong những cái sự kiện mà gọi là cơn bùng nổ Iran. Mà như trước khi chúng tôi đi vào cơn bùng nổ Iran thì quý vị cho phép chúng tôi trở lại Washington DC. Sáng nay ở tại Washington DC đang xảy ra điều gì? Kính thưa quý vị, đó là bà Heppo đang điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ. Và liệu Thượng viện Hoa Kỳ có chấp nhận cho bà trở thành một trong những vị giám đốc CIA sau 33 năm làm việc cho cơ quan trùng tình báo CIA hay là không? Như hiện cũng đã thấy rằng bà Heppo đã bị rất nhiều cái dư luận đàm phán về vấn đề mà ngày trước đây bà đã coi một cái trại giam ở bên Thái Lan và có những cái hành động tra tấn những cái người tù nhân ở bên đó. Và liệu này điều này có được chấp nhận bởi Thượng viện hay không? Thì sáng nay bà sẽ ra điều trần trước Thượng viện. Kính thưa quý vị, sáng nay bà bận một cái áo màu bông đỏ rất là đẹp. Đây là một người phụ nữ điều hành phó cơ quan giám đốc CIA trong thời ông Pompeo là chủ giám đốc cơ quan CIA. Bà sẽ đối diện với tất cả các vị thượng nghị sĩ và đặt câu hỏi, nhưng có một điều bà nói rằng: tôi hiểu rằng điều mà nhiều người trên khắp đất nước muốn biết là quan điểm của tôi về chương trình giam giữ và thẩm vấn trước đây của CIA. Tôi được cho là tôi sẽ nói những lời khai được trích dẫn đã phục tôi đã phục vụ trong thời gian hỗn loạn đó. Tôi có thể cung cấp cho các bạn lời cam kết cá nhân của tôi và rõ ràng và không được bảo lưu. Dưới sự lãnh đạo của tôi, CIA sẽ không khởi động lại chương trình tạm giam và thẩm vấn. Sáng nay bà sẽ nói trước Quốc hội rằng nếu bà lãnh đạo cơ quan CIA thì bà sẽ không khởi động lại chương trình tạm giam và thẩm vấn như mà thời kỳ trước đây bà đã làm. Đối với các nhà lập pháp trên hàng rào thì sự sẵn sàng trả lời câu hỏi về quá khứ của Heppo sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc liệu cô ấy có thể giành lại được phiếu bầu của đảng Dân Chủ hay không, và là một số thượng nghị sĩ từ cả hai bên
có thể quyết định bỏ phiếu cho bà hay không. Thượng nghị sĩ dân chủ John Chester bỏ phiếu không có tên của bà Haspel. Yeah. Tuy nhiên đây là một trong những cái sự kiện mà người ta nói đến rất là quan trọng đối với Tổng thống Donald Trump và nội các của ông. Uh-huh. Vì đã có những cái sự chuyển tiếp. Và trước tiên chúng ta phải nói đến việc mà người ta hy vọng và mong chờ là chúng ta có một tân giám đốc CIA, thưa anh Nhi Việt. Wow, yeah. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.